Ngày xưa, có một truyền thuyết kể rằng cứ mỗi khi MU gặp khó khăn là có một thần rùa hiện lên trợ giúp. Còn ngày nay, khi thần rùa tuổi đã già, sức đã yếu, MU lại trông cậy cả vào thần Pen. Thần Pen tên thật là Penalty, là điệp vụ hai mang của fan quỷ đỏ, phái chở che, đoạt đỉnh đến 99%, và 0,01% còn lại sẽ được chúng tôi loạt đỉnh nốt. Cầu giúp Manchester United vào bán kết Europa League. Đêm qua, MU đã vất vả đánh bại Copenhagen để ghi tên mình vào bán kết Europa League. Quỷ đỏ thành màn đã bị đối thủ cầm chân trong suốt 90 phút thi đấu chính thức và chỉ có được chiến thắng nhờ thần Pen hiển linh. Ngay trong những phút thi đấu đầu tiên của hiệp phụ, MU đã được hưởng 11m và Bruno Fernandes đã không mắc sai lầm nào để đem về bàn thắng cho Quỷ đỏ. Đây là bàn thắng thứ 11 của Fernandes cho MU và 7 trong số đó được thực hiện bằng pha đền. Còn với MU, đây là quả penalty lần thứ 21 mà họ nhận được trong mùa giải 2019-2020, cao nhất so với bất kỳ một câu lạc bộ nào ở châu Âu. Có lẽ sau trận đấu này, MU sẽ đổi tên thành Manchester United để tri ân thần Pen đã hiển linh trong suốt mùa giải vừa qua. Đéo le câu chuyện con rể MU và bố vợ Liverpool. MU và Liverpool chính là hai kỳ phùng địch thủ của bóng đá Anh, thế nên mối quan hệ của fan hai đội cũng chẳng mấy tốt đẹp nếu không muốn nói là kỵ nhau như kẻ thù. Trong một ngày đẹp trời thì fan MU và fan Liverpool đã phải về chung nhà và bắt đầu một mối quan hệ cực kỳ éo le tại một vùng quê ở tỉnh Chonburi, Thái Lan. Ông Nadron Kuala, một fan chân chính của Liverpool, đã bắt cậu con rể fan cứng MU phải tổ chức một sự kiện ăn mừng trước vô địch ngoại hạng Anh của Liverpool. Sự kiện phải tổ chức ngay trước lễ cưới con gái ông. Nếu không làm như vậy, đám cưới sẽ không được tổ chức. Dù bị bố vợ chơi khăm, nhưng không còn cách nào khác, cậu con rể MU vẫn phải ngậm ngùi, ăn mừng trước vô địch của đối thủ truyền kiếp. Nhiều người đã lo lắng rằng tình bố con không biết có bền lâu sau đám cưới thế kỷ này. Philip Nguyễn nhập tịch thành công, tuyển Việt Nam như hổ mọc thêm cánh. Sau khi trèo mấy núi, lội mấy sông rồi qua mấy đèo, cuối cùng Philip Nguyễn cũng đã chính thức hoàn thành xong các thủ tục để trở thành công dân Việt Nam. Đây là thông tin khiến cho các fan của đội tuyển Việt Nam rất hồ hởi và phấn khởi. Tất cả đều đang chờ đợi thầy Park triệu tập thủ môn Việt Kiều lên tuyển. Đông Lào của chúng ta vốn đã mạnh, giờ có thêm thủ môn xịn như Philip thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Mạnh thế thì ai chơi đây mấy anh ơi? Tính phương án dừng V-League 2020. Tình hình Covid-19 ở Việt Nam đang căng như dây đàn, điều này đã khiến cho mọi hoạt động bóng banh phải tạm hoãn trong thời gian qua. Nếu chờ thì không biết đến bao giờ, nên VPF đã đưa ra dự thảo các phương án tổ chức phần còn lại của mùa giải, trong đó trường hợp xấu nhất là dừng giải cũng đã được tính đến. Nếu dịch bệnh phức tạp và quỹ thời gian không đủ để tổ chức, VPF tổ chức đá tập trung cho hai lượt trận còn lại của giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia, phần còn lại sẽ dừng hẳn. Có thể VPF không trao cúp vô địch và đội xuống hạng, nhưng căn cứ vào bảng xếp hạng để chọn đội dự AFC Champions League và AFC Cup sắp tới. Linh bất ngờ đầu quân cho FC Nghệ Sĩ. Ban điều hành VPF đã thông báo tạm dừng thời gian đăng ký giữa mùa giải 2020 theo đề xuất của VFF để đảm bảo quyền lợi cho các đội bóng. Dù thị trường chuyển nhượng đã đóng băng, nhưng tiền đạo Nguyễn Tiến Linh vẫn kịp tìm cho mình một bến đỗ mới. Theo đó, tiền đạo sinh năm 97 sẽ đầu quân cho đội bóng FC Nghệ Sĩ của siêu mẫu Hồ Đức Vĩnh. Trong buổi ra mắt ở đội FC Nghệ Sĩ, Tiến Linh đã nhận chiếc áo số 22 quen thuộc, anh đang mặc thi đấu ở BKMX Bình Dương. Thông tin trên đã khiến các fan của BKMX Bình Dương tá hỏa, nhưng thật may đó chỉ là một hoạt động giải trí bên lề của Tiến Linh mà thôi. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam chỉ là cầu thủ danh dự của đội bóng Nghệ Sĩ và anh vẫn toàn tâm toàn ý ở lại, tiếp tục cống hiến cho Bình Dương.